Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng Một mẫu máy phát điện chạy dầu công suất 5 kva Mắc của nó là 5.5 kva Máy sử dụng động cơ dầu 186 nha quý khách hàng Đầu phát 5.5 kva chạy trổi than AVR Đây là một dòng máy phát điện của Trung Quốc nha quý khách hàng Chiếc này thì xài lướt thôi gần như là mới tinh luôn nha quý khách hàng Đấy. Quý khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu máy phát điện chạy dầu Trung Quốc Dòng này thứ nhất là giá nó sẽ rẻ Đấy, nó rẻ Nhưng mà để mà độ bền mà so với hàng Nhật thì nó sẽ thua rất là nhiều Quý khách hàng ạ Đấy nhưng mà hàng này thì về kinh tế của nó thì rất là rẻ luôn 5.5 kVA chạy dầu Động cơ 186 Thùng cách âm Trọng lượng máy chắc nó còn rơi khoảng trên 100kg nha quý khách hàng Đấy máy đây quý hàng có thể thấy em quay cái lớp vỏ bên ngoài nó chưa một vết xước sát nào đấy thì uh, chiếc máy này thì em mua lại của khách hàng khách hàng mới mua được uh, sử dụng được có mấy tháng rồi quý hàng nhưng mà sau đó quý khách hàng khách hàng của bên em không nhu cầu uh, sử dụng nữa thì bán lại cho bên em đấy thì bên nhà em có thu mua tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng nha quý khách hàng trong đó có máy phát điện quý khách hàng mà có máy móc mà không nhu cầu sử dụng nữa thì uh, bán lại cho bên em nha bên em mua với giá thành cao nhất thì à, quay lại mẫu máy phát điện chạy dầu của Trung Quốc công suất 5 kVA này quý khách hàng có thể thấy lớp vỏ nó chưa một vết xước sát nào mới tinh luôn dòng này thì nó cũng tiết kiệm dầu đấy. mức tiêu hao của nó thì nó chắc chắn là nó sẽ ăn hơn dòng hàng Nhật rồi đấy từ nửa lít đến một lít trở lên nếu mà cùng công suất này đấy. hàng siêu đẹp luôn vỏ nó này quý gà có thể thấy chưa một vết xước sát nào Đấy. bốn bánh xe di chuyển thùng cách âm rất là êm luôn ra động cơ dầu này bản thân nó cực kỳ là ồn luôn nha quý gà như chẳng qua nó nằm trong thùng cách âm này thì nó độ tiêu âm của nó tốt thì nó không ồn thôi còn so với động cơ xăng thì dòng động cơ dầu nó cực kỳ là ồn luôn ồn hơn rất nhiều động cơ xăng như quý gà hàng rất đẹp luôn một máy phát điện chạy dầu Trung Quốc. À, bình nhiên liệu của nó thì nó chắc là rơi khoảng 10 15 lít quý à Dầu diesel. rất đẹp. Máy gần như mới cứng đây em mở máy rồi quý hàng theo dõi. Bên em đã cho nổ và chạy tải rồi nha quý nghe. Đầu phát 5.5 kVA chạy chổi than AVR nhá. Động cơ dầu 186. Đấy rất đẹp. Đấy, quý nghe có thể thấy Gần như là mới cứng luôn. Mút xốp của nó này, mút xốp cách âm của nó còn nguyên bản luôn. Quý nhà có thể thấy. Siêu đẹp. Hàng này thì cực kỳ kinh tế luôn. Quý khách hàng mà có nhu cầu về chiếc máy phát điện chạy dầu Trung Quốc này liên hệ em nha theo số hotline 0966421739. Zalo bên em, bên em giao hàng toàn quốc nha. Trên thu mua nhà em chuyên thu mua trao đổi mua bán sửa chữa tất cả các dòng máy móc cũ đã có sử dụng trong đó có máy phát điện này nha quý khách hàng. hàng nhật bãi hàng trung quốc tất cả bên em thu mua hết đó. miền bắc bên em nằm tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ miền nam bên em nằm ở số 140 đường cộng hòa hoặc số 69 đường tân Thứ nhất 01 quận 12 thành phố hồ chí minh bên em giao hàng toàn quốc Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ ủng hộ bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em.